Ngọc Diệp hương vị tịch thân, hot girl bị ném đá vì nhất việc tăng cân để đóng phim, chia sẻ hành trình giảm 10kg lấy lại vóc dáng. Phải tăng cân luôn. Nếu mà không tăng thì sẽ không thể nào mà làm tốt cái vai diễn này được. Mục tiêu của mình sẽ là tăng 8 cân. Hương vị tình thân là bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm Hàn Quốc mang tên My Only One đang tạo được sức hút rất lớn đối với mọi người. Ngoài dàn diễn viên chính gồm Mạnh Trường, Phương Oanh liên tục chiếm sóng nhiều diễn đàn phim Việt thì Ánh Tuyết cũng trở thành nhân vật được nhắc đến rất nhiều với vai diễn Ngọc Diệp. Ánh Tuyết từng được xem là hiện tượng mạng quen thuộc với đông đảo giới trẻ bằng loạt video ngắn hài hước hay các ca khúc nhạc chế được đánh giá là đi vào lòng người đã giúp cô nàng sinh năm 1996 nổi tiếng và nhận về không ngớt sự yêu thích từ cộng đồng mạng. Trời hình như bão mẹ mặc vào không mưa lại còn có gió khăn này không thừa đâu. Đến năm 2019, cô đã có khoảng thời gian im hơi lặng tiếng rất lâu, song sau đó lại bất ngờ comeback vào năm 2021 khi tham gia bộ phim Hương vị tình thân với vai diễn Ngọc Diệp, em gái của Phương Nam. Là gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội, nhưng Ánh Tuyết vẫn chưa phải là một diễn viên thực thụ. Mặc dù có đam mê với loại hình nghệ thuật thứ bảy không hề nhỏ, khi được chọn đảm nhiệm vai diễn trong bộ phim được phát sóng giờ vàng trên VTV, cô nàng đã hết sức nỗ lực để hoàn thành trọn vẹn vai diễn. Vai diễn Ngọc Diệp cần có ngoại hình mẫm mỉm, thậm chí không biết tô son điểm phấn. Ánh Tuyết đã tự ép bản thân phải ăn uống thật nhiều để có thể tăng cân trong suốt thời gian đóng phim. Cô nàng chẳng hề chăm sóc bản thân, để hẳn mật mộc đổi phong cách ăn mặc để có thể vào vai Ngọc Diệp một cách chỉnh chu nhất. Lần đầu đóng phim tuy chỉ là vai phụ nhưng Ánh Tuyết đã diễn khá đạt đối với một nhân vật bị chê bai, thậm chí bị bạn trai bỏ rơi vì kém xinh. Những phân cảnh đóng cùng với nữ diễn viên Phương Oanh, cô cùng đàn chị cũng lấy đi nhiều nước mắt xúc động của khán giả trước tình thân quý giá. Với sự thể hiện tiến bộ trên phim, Ánh Tuyết dần nhận về không ít sự chú ý và quan tâm của khán giả. Đặc biệt, cô trở thành tâm điểm chú ý khi những câu chuyện hậu trường của bộ phim dần được hé lộ. Thông tin hết mình vì vai diễn của cô liên tục được nhắc đến ở các diễn đàn phim ảnh Việt và dần nhận được sự yêu quý của nhiều người. Thế nhưng, về sau, có không ít người lại bình luận rằng việc Ánh Tuyết cứ nhắc đi nhắc lại chuyện tăng cân để đóng phim bằng cách này hay cách khác khiến họ không khỏi ngán ngẩm. Và hệ quả, trong các bài đăng trên trang cá nhân gần đây của cô, bắt đầu xuất hiện những lời bình luận góp ý, thậm chí ném đá khiến cô dần mất điểm khi cứ nhắc mãi cho sự cố gắng cho vai diễn Ngọc Diệp. Sau đó, người đẹp được bắt gặp khi đang đi siêu thị với thân hình mảnh mai, vóc dáng chuẩn không cần chỉnh, khiến không ít khán giả đoán già đoán non rằng màn giảm cân ngoạn mục này là phần bất ngờ mà Ánh Tuyết gửi đến quý vị khán giả trong phần 2 của Hương vị tình thân. Không để mọi người chờ lâu, cô nàng đã đăng một video trên YouTube cá nhân nói về hành trình kiên trì lấy lại vóc dáng và chia sẻ với tất cả mọi người phương pháp tập luyện của mình. Cô nàng cho biết mình đã giảm 10kg sau khi bộ phim kết thúc để lấy lại vóc dáng thon gọn như trước. Qua hành trình giảm cân được ghi lại, có thể thấy cô nàng đã trải qua quãng thời gian vô cùng khắc nghiệt, nhiều khoảnh khắc khi nữ diễn viên than đói hay đổ xuống sàn nhà khiến khán giả không khỏi xót xa. Chia sẻ về lý do làm video này, Ánh Tuyết cho hay thân hình mập mạp đã khiến sức khỏe của cô yếu đi rất nhiều, vậy nên cô đã quyết định giảm 10kg vì muốn có một thân hình khỏe đẹp và săn chắc, sức khỏe tốt hơn để tiếp tục chinh phục những mục tiêu và chặng đường sự nghiệp tiếp theo. Có thể thấy hành trình tăng cân rồi lại giảm cân của Ánh Tuyết đã truyền cảm hứng cho nhiều người, cho mọi người hiểu rằng sự hy sinh cho niềm đam mê là cần thiết và cho cả những bạn trẻ đang tự ti về ngoại hình có thêm động lực luyện tập. Nói thêm về Hương vị tình thân, vai diễn Ngọc Diệp của Ánh Tuyết trong phần 2 sẽ có sự thay đổi diễn viên. Nguyên nhân là vì kịch bản yêu cầu sự lột xác về ngoại hình của cô gái này, thế nên diễn viên Bích Ngọc sẽ thay thế cô nàng ở chặng đường còn lại của tác phẩm. Điều này khiến không ít khán giả tiếc nuối. Có thể nói, tuy là lần đầu diễn xuất trên màn ảnh truyền hình, nhưng Ánh Tuyết đã góp phần thành công không nhỏ cho bộ phim Hương vị tình thân. Cô nàng không chỉ đóng trọn vẹn vai diễn mà còn gây bất ngờ vì thật sự không màng ngoại hình để hóa thân nhân vật một cách chân thực nhất. Với những hình ảnh vóc dáng gọn gàng, quyến rũ cùng với niềm đam mê diễn xuất, mà người tin rằng dù không xuất hiện trong phần tiếp theo của bộ phim thì cô nàng vẫn sẽ có được vai diễn mới và cũng hy vọng Ánh Tuyết sẽ là một trong những cái tên sẽ tiếp tục gây bão màn ảnh nhỏ trong thời gian tới.